Wasto, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh game của mình nhá. Hôm nay chúng ta tiếp tục với lại Striker Offline. Mình đang cầm khẩu AK Pro mạ vàng 24k, phải biết 24k 18k. Ôi trời ơi, ta đang ở level 31 chiến đấu với lại 3. Ok, chúng ta đang ở level 31 và mình chiến đấu với 37 tên khủng bố. Đấy, 37 tên. Khá là đông ạ. Bọn này nó ra rất nhanh nha. Một tên. Tên đã về với đất mẹ. Đấy, có tiếng súng. Tiếng súng. Úi, trời ơi, cút luôn súng vào thằng này. Úi, trời ơi. Úi, trời ơi. Đấy luôn súng này em. Đấy, rất im. Đấy, trời ơi. Đấy, có thằng bắn. Đấy, trời. Đấy, trời. Úi chú 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 chú. Các bạn đứng qua kìa, headshot. Bạn đứng ngàn đạn chưa? Ngàn đạn bay chưa? Bay đạn rất là nhanh. Đấy, chúng la này khắp nơi. Ồ. 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 Tình rõ là phát hiện cho đây cơ. Úi trời. Úi trời. Má mì. Anh chàng ít đạn. Anh chàng trai. Đây, quá mong múc thằng này nha. Quá hay. Ai chà, còn 7 tên nữa. Đang cầm khẩu thì đấy của đội này rất là êm. Là cái tòa này nhá, cái con khẩu súng này đáng nhá, là phải có ngắm. Giống như khẩu phải có ngắm, với AK này nó không có ngắm đã này. Cái khẩu vừa rồi ấy, nó có cái ngắm ở trên ấy. Ê, khi mà nó cần ngắm giống như súng bắn tỉa. Ờ, chạy. Nó chạy xuống. Nó bắn. Nó bắn cả. Còn một tên nữa thôi. Đây rồi. Kết thúc. Ok, watch go. Tiếp tục level 32 của chương 2. Hiện tại mình sẽ phải chiến đấu với 38 tên khủng bố. Đấy. Mình giống như là biệt kích ấy. Một mình vào khu vực. Một mình vào khu vực. Đấy, đối đầu với bọn này. Chưa diệt hết. Ừ.
Di chuyển liên tục để tránh đạn của kẻ thù đấy, mà vẫn cần phải bắn trúng bọn địch này. Có tiếng súng, hai thằng, một thằng, ủa ba thằng, bốn thằng. Đây là, đây là quá, wow. Đang bao vây xung quanh mình, bắn xuyên tường. Ngát người luôn, trông vào ổ, trông vào ổ đây rồi. Lên tường, bắn lên tường, gục luôn. À, đối đầu luôn, đồng bắt đầu AK-47. Gục một lúc nữa. Chạy lên sao được. Bắn với giáp. Á chà, hai thanh niên. Đây rồi. Chạy à? Chạy đi. Hai tên nữa. Các bạn nhìn đạn bắn lên chưa? Đấy, đạn bắn. Ô hết đạn. Trời. Ok, watch go. Tiếp theo là đi vào 33, 18 phút. Tiêu diệt 39 tên. Đã xuất hiện rồi. Đã xuất hiện cái không có súng nào khác. Đến cuối. Ai. Ờ, đã không nữa rồi. Ê. Khắp mọi nơi. Qua rồi cắn. Đồng phu.
ấy đã bắn chuyên rồi. Quá đông đã man rồi. Quá đang sợ. Còn hai tên nữa. Kết thúc. Nó nhìn được mình đi đối nào nó bắn xuyên tường nhé. Hai thằng nhẫn này. Ok, các bạn đang xem mình bắn đi vào 34 chương 2 của game Child Offline. Mình đang cầm khẩu AK-47 Pro. Còn đây là AK nhặt được của đội khủng bố. Ok, mình cứ gọi bên địch là bên khủng bố cho nó dễ. Mình là biệt kích tiêu diệt khủng bố. Mất trừ nó 6 máu. Đã bắn trúng rồi. Trời, bọn này bắn rất ác đấy. What? Má hết đạn. Đấy, nhặt súng của bọn nó bắn rồi đã tôn đạn. Đã nhìn thấy đối tượng. Đang bị bao vây, được đông quá trời. Úi rồi, mở được máu xông ra. Đấy, bây giờ nó bắn xuyên tường, dã man chưa. Ơi, cái gì em? Ừ.
Ok, Wasco đi vào 30 năm là mình sẽ phải chiến đấu với lại 41 tên khủng bố. Oh my god, 41 tên. Ok, đã xuất hiện rồi. Tên đi về với chúa. Quả trỏ 2 tên. Lấy luôn súng của nó đấy. Đó, đang vào 6 huyệt của bọn địch. Tầm hết rõ. Tầm bắn không chết đạn với bọn này thì được. Ơi gì đấy, ôi ôi man tại này tắt rồi, đồng quá, máu đầu đi ăn máu, đi ăn máu. 4 thằng, 5 thằng bao vây. Ok. Hết cả đạn, sợ thật. Còn 6 tên nữa. Trăm máu. Hai tên nữa. Mm-hmm.